Đồ gỗ Thời Anh Viễn xin chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay buổi sáng của ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch năm 2022. Thì hôm nay đồ gỗ Anh Viễn tôi vừa hoàn thành xong một combo nội thất sập thờ siêu to khổng lồ với chất liệu của gỗ đỏ Nam Phi, với hình thức chiếc bàn to là chân vuông 28 và đục là mẫu mai điểu, với hình thức là dạ liền thối dày 10 phân, khuôn mặt 6 phân và độ dày của ván là 2 phân rưỡi đủ nha mọi người. Cùng với một chiếc bàn cơm đi cùng. Với hình thức chiều dài là 1m07, chiều rộng 61 và chiều cao lọt lòng chiếc bàn to. Thì chiếc bàn to này chưa có cù nha mọi người. Thì mai đun cù lên là sẽ đút lọt lòng vào chiếc bàn to này. Thì đi về sâu về phần hình thức thì mẫu đục là mẫu mai điểu thập điểu quần mai. Điểu quần mai rất là đẹp luôn, dạ liền khối 10 phân. Đây nha, em quay chi tiết cho mọi người xem. Chân vuông 28. Nhìn bên ngoài rất là khổng lồ. Rất là khổng lồ, đục bệ vệ kênh bong này. Những quả đào hay những con chim hay những bông hoa. Thì cũng như những cái mẫu thông thường bình thường thôi, nhưng mà chân này là chân to. Thì đục nó có hồn hơn và hoành tráng hơn, bệ vệ hơn. Còn dạ đây, rất là đẹp luôn. Thì gỗ đỏ Nam Phi thì thường thường là những chất gỗ tốt thì nó sẽ có vôi như này. Có vôi nha mọi người, có thể nhìn thấy. Nếu mà zoom kỹ nhìn bên ngoài thì nhìn chất gỗ có vôi thì cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt. Đây, đục rất là có hồn nha. Bồng hoài những con chim. Hai con chim đối đầu với nhau, rất là đẹp. Dẫm lên những cái quả đào kia. Những bồng hoa mai thì rất là có hồn. Cực kỳ có hồn luôn nha mọi người. Thì ở giữa nó có một con rơi gắn chữ thọ này, rất là đẹp. Gắn chữ phúc cho mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là chi tiết của chiếc dạ tiền nha mọi người, thì đẹp luôn. Mẫu dạ 6 con chim, dạ 6 con chim và có một con rơi gắn chữ thọ ở bên dưới. Còn bên trên là những con rồng hóa trầu cuốn thư. Đây, phần cổ đây là những con rồng hóa trầu cuốn thư. Bên dưới là những con rồng trúc trầu mặt nguyệt, rất là đẹp luôn. Bố trí không gian, nói chung là bố trí cái cảnh rất là hài hòa và đẹp. Nói chung là nhìn tổng quan một cái bàn rất là có hồn nha mọi người. Kể cả những cái bàn trên bàn cơm đây là cũng là chân vuông 15, cũng đục bằng tay hết nha mọi người, rất là đẹp. Còn những bông con chim và con dơ trầu ở giữa, bên trên là những con dòng hóa trầu cuốn thư. Nói chung là đi theo bộ của nó thì nhìn nó rất là đẹp luôn nha, đồng đều. Thì sản phẩm này thì cái dạng ngang thì biên độ gỗ Anh Viễn nhau cũng đục dày 10 phân. Nói chung làm sao cho nó hài hòa với cái bộ chân hai vuông 28 này. Nhìn bên ngoài rất là khổng lồ, rất là trường và hoành tráng luôn. Khổng lồ, mình nói là khổng lồ nha mọi người, rất là đẹp. Cổ nó dày 5 phân nha mọi người, cổ dày 5 phân. Rất là đẹp luôn. Và khung tranh 6 phân đây, mọi người có thể nhìn thấy khung tranh dày 6 phân. Đây. Quay rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Dày dặn, hoành tráng. Và ván nó dày 2 phân rưỡi. Rất là dày. Gỗ gọ này nó có vôi đây, nhìn là bây giờ chất gỗ gọ tốt nha mọi người. Đây là phần ngang của nó nha. Nói chung là cái sản phẩm này thì không có tình vết luôn nha mọi người, thì làng đặt rồi, đỉnh cao, thì gọi là đỉnh cao luôn, đỉnh cao. Đây chân hậu của nó đây, ở mặt trong của nó nha mọi người, không tí vết nào luôn, phải nói là đỉnh cao nhá, đỉnh cao. Và vòng vòng kể cả những chiếc bao loa là cũng đều làm dày 4 phân hết, rất là đẳng cấp luôn, rất là đẳng cấp. Thì ở cái sản phẩm này đồ gỗ Anh Viễn chúng tôi đang bán với giá là 85 triệu hoàn thiện bao vận chuyển lắp đặt trên toàn quốc nha mọi người. Thì quý khách hàng mà có nhu cầu mua sắm đồ gỗ đồ thờ đẹp liên hệ cho tôi trang số điện thoại 0964262 26 gọi trực tiếp em tên. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.